Xin chào quý khách. Hôm nay thì Mỹ Nghệ Việt xin giới thiệu đến tất cả quý anh chị quà của ngày 8 tháng 3. Về quà 8 tháng 3 ở đây Mỹ Nghệ Việt đang chọn lựa đó là mặt hàng gì để ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ qua đến tất cả quý khách, đó là các sản phẩm sơn mài kết hợp với sản phẩm lụa, cũng như có thêm một sản phẩm đó là các cái sản phẩm túi xách bằng đồ mây che lá cũng như là đồ cói, thì tất cả quý khách có thể xem thêm tại trang mỹnghệviet.vn. Kế đến hôm nay mình sẽ giới thiệu đó là sản phẩm hộp sơn mài. Hộp sơn mài ở đây đang sử dụng đó là kích thước rất là nhỏ gọn, 14x24, và ở trong đây các bạn có thể mua hộp không hoặc là hộp đựng trang sức, hộp đựng nữ trang. Kế đến nữa là chúng ta có thể mua thêm các sản phẩm ví dụ như là khăn hoặc là các cái sản phẩm khác chúng ta có thể đựng tặng kèm vào đây để chúng ta làm quà tặng. Và các cái sản phẩm này thì mức ngân sách nó khá là rẻ nên là các anh chị không có phải lo lắng ha. Tầm khoảng độ 600-700 đổ xuống thì chúng ta sẽ có một món quà bao gồm một hộp sơn mài kèm thêm một cái khăn lụa. Ngoài ra thì Mỹ Nghệ Việt sẽ gói quà tặng cho những người thân của quý anh chị. Thì đây là những cái kích thước hộp khác nhau mà các anh chị cũng có thể lựa chọn để làm quà tặng cho người thân cũng như là bạn gái của mình cũng như là người nhà của mình trong cái dịp 8 tháng 3 này. Thì các cái hộp trang sức ở đây khá là dễ thương. Đây là những cái khăn nhẫn này các anh chị, mẫu nhỏ nhỏ, từ nhỏ nhỏ cho đến lớn lớn Mỹ Nghệ Việt đều có. Các anh chị có thể ghé qua trang web của Mỹ Nghệ Việt, qua trang mỹnghệviet.vn, hoặc là các anh chị có thể vào Zalo của Mỹ Nghệ Việt qua số 0903 309989 để nhân viên Mỹ Nghệ Việt sẽ gửi hình cũng như là tư vấn thêm cho quý anh chị. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp những cái mẫu mà kích thước nó lớn hơn. Thì đây là những cái mẫu kích thước lớn hơn. Thì hộp ở đây đang là kích thước là 20x30. Đây các anh chị nhìn thấy ha. Mình có thể để các sản phẩm lụa cũng như các cái sản phẩm quà tặng khác vào phía bên trong đều được. Ngoài ra thì Mỹ Nghệ Việt cũng sẽ có các cái dạng hộp mà nó đã chia ngăn sẵn như các anh chị nhìn thấy ở đây. Ở đây tổng cộng là hộp này đang là hộp chia 3 ngăn. Và đây là những cái sản phẩm gợi ý của Mỹ Nghệ Việt có thể sẽ mua kèm. Ngoài ra thì ví dụ như các anh chị kinh phí không có thì mình sẽ mua hộp không cũng được ha. Còn nếu ví dụ như là mình tặng cho những người cao cấp hơn thì anh chị có thể mua thêm vải áo lụa Hà Đông của Mỹ Nghệ Việt, kèm theo đó là khăn và những vòng set up ở đây của Mỹ Nghệ Việt này, vòng đeo cổ này cũng như là bông tai cũng được một set quà tặng rất chi là xinh xắn. Thì Mỹ Nghệ Việt sẽ gói quà cũng như là có thể ghi chữ lên đây cho tất cả quý anh chị cũng như là làm thiệp cho quý anh chị trong cái dịp tặng 8 tháng 3 này. Thì đây là hai mẫu túi. Hôm nay em sẽ giới thiệu mẫu này thì khá là nhỏ, được làm từ cói ha, rất là xinh cho các tiểu thư xinh xinh đeo như thế này nè. Đó, các anh chị có thể tham khảo. Ngoài ra thì có một cái kích thước túi cũng lớn hơn. Đây thì có thể đựng được tài liệu cũng như là sách đi làm cũng như là đi chơi cũng rất là tiện lợi. Tất cả các sản phẩm của Mỹ Nghệ Việt đều làm từ hàng handmade hết nha các anh chị nha, không sản xuất bằng tự tay họ làm hết luôn. Nên là quý anh chị có thể xem thêm tại Mỹ Nghệ Việt hoặc là cứ nhắn qua số Zalo của Mỹ Nghệ Việt qua số 0903 309989 thì Mỹ Nghệ Việt sẽ gửi thêm nhiều mẫu túi hơn nữa, cũng là như là nhiều mẫu quà gửi tặng cho quý anh chị hơn nữa. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi kênh của Mỹ Nghệ Việt suốt thời gian qua. Cảm ơn tất cả quý anh chị rất là nhiều.